Ba Mập xin kính chào cô chú anh chị và bạn. Chào mừng cô chú anh chị và bạn đến với video tiếp theo của Ba Mập. Bây giờ mình đang ở đây là gói xây lắp không mời nha. Giờ cho mình balay cam không được, giờ thôi mình chạy xe máy có dùng điện thoại. Có gì hình ảnh không được đẹp ở nhà thông cảm nha. Ngồi đi. Gói xây lắp không mời gói này là nó chỉ sẽ khởi chậm, khởi công sẽ chậm hơn dự án kia tới 4-5 tháng cả nhà. Nhưng mà tiến độ chung thì nó vẫn hoàn thành tiến độ chung luôn á, nhưng mà không biết thời gian kịp nói hay không thôi. Tống mày quá trời luôn, nói tống tống gì vậy? Mình phải lên cầu đi thẳng trái đó. Này đóng cờ kè xong rồi nhà ơi, đang đổ đổ cái bộ thành. Nhà thầu này công lẹ ghê luôn. Chụp đầy quá trời máy luôn. 4 chiếc xà lan, 4 chiếc kè, 4 chiếc cầu. Thôi tôi quay đầu lại đi. Đường ấy quá, cái nhà xấu quá, thôi mình quay lại để mình đi quay chỗ khác. Hả? Thử gì thử. Rồi thôi đi, là hướng bên kia của cầu An Phú Đông đó. Cầu sắt thì trước mặt chúng ta là cầu sắt An Phú Đông, bán đảo An Phú Đông. Gói nha, sẽ lắp không thôi. Để thầm đi chứ. Rồi. Thầm lưng bánh cát cạnh nước lên nha cả nhà ơi. Với thầm lưng không một nè, 1.900 tỷ, gần 2.000 tỷ á. Cứ nổi giữa sông cái nhà cầu cho miếu nổi. Thank you.
nay em tập trung máy móc quá trời rồi. Một cái máy cẩu xe đào, xe đào thôi, cái lớp không ngồi bên này thôi. Máy móc tập trung thiết vật tư thiết bị máy móc quá trời luôn. Mày chắc được cái chuyển đổi mấy gói khác quá. Đây cũng quá đổ mấy mương hở rồi quá trời. Mương hở này không phải là mương thoát nước nha cả nhà. Mương hở đây là hơi trước cấp điện cấp phòng tính rồi nha. Sau này là ăn ngầm hết, không có đi dây điện đi nổi nữa. Đi dưới đó đi được mà, chạy đi. Đường xấu ghê luôn. Hả? Cứ đi đây. Ai trời nắng đâu có sình đâu sợ. Đều luôn. Nóng mềm mà phải không? Chạy cặp rồi xong rồi ra luôn không sao. Thì video của mình xin kết thúc ở đây. Ở nhà nhớ đăng ký kênh, like, chia sẻ video để ủng hộ. Hẹn gặp lại cả nhà trong những video tiếp theo. Bye bye, see you again. Rồi, đi ra. Dừng lại đây tắt. Mm-hmm.